Chiều ngày 13 tháng 9, huyện Đoàn Nghi Xuân phối hợp với xã Xuân Hải tổ chức bàn giao nhà hộ nghèo cho gia đình ông Nguyễn Văn Danh ở thôn Dương Phòng. Dự lễ bàn giao có đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Xuân. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích gần 60m² với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, nhà báo Thuận Hữu, tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ 70 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình anh em họ hàng đóng góp, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Xuân Hải và nhân dân thôn Dương Phòng ủng hộ ngày công.